mọi người cùng tham khảo cái thiết kế của ngôi nhà này nhé. Mẫu nhà này thì có cái diện tích nó không lớn đâu, nhưng mà mọi người có thể thấy là thiết kế nhìn cảm giác rất là rộng rãi đúng không? Chiều rộng mặt tiền là 4,4m, chiều sâu ngôi nhà 8m, được xây dựng là 3 tầng. Đây là khu vực dưới tầng 1 thì gồm sẽ là bố trí phòng khách, phòng bếp, sử dụng những gam màu rất là sáng và sang trọng. Trên tầng 2 thì đây bố trí tầng 1 phòng ngủ này. Bên ngoài này sẽ là một phòng ngủ nữa, thì là hai phòng ngủ và một phòng nhà vệ sinh. Thì phòng ngủ ở đây thì có tủ quần áo âm tường này, thì mình có thể làm kết hợp với giường luôn. Thì toàn bộ đồ nội thất nó sẽ phải thiết kế và thi công tại xưởng, chứ không mua đồ có sẵn về thì lắp đặt vào đây sẽ rất là khó, tại vì diện tích nhà nó hẹp mà. Trên tầng 2 sẽ được bố trí thêm một phòng ngủ nữa, như vậy là được 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một sân phơi phía đằng trước này. Còn đây là mặt tiền của ngôi nhà thì mọi người có thể tham khảo để mà xây dựng mọi người.